Tiếp theo lại là một cái mẫu set bộ với chất liệu nỉ da cá. Đợt vừa rồi thì Phương review một vài cái mẫu chất liệu này và các chị em cực kỳ thích luôn. Tuy nhiên thì Phương cũng nói luôn đó là có rất là nhiều cái shop khác đã lấy hình ảnh của Phương để quảng cáo về những cái set này. Có gọi là dùng một từ gọi là như vậy là hàng nhái đó. Phương thật sự là không hài lòng và Phương chỉ đại diện những cái set bộ này, những cái video này cho Mega Fashion thôi. Nên là nếu những shop khác mà lấy đúng những cái set bộ này, những cái hình ảnh này và up lên thì đó không phải là hàng giống như Phương review. Nhiều khi mọi người mua, mọi người lại inbox cho Phương, mọi người hỏi là tại sao mà kiểu cũng là cái set video em quảng cáo nhưng mà nó lại không giống như trên video. Đó, cái đó thì Phương không chịu trách nhiệm. Mọi người hãy mua đúng địa chỉ là Mega Fashion thì sẽ chuẩn những cái gì mà Phương review nhá. Set bộ này thì màu của nó là màu đen, một màu rất là basic và dễ mặc. Set này thì như Phương đã nói là chất liệu nỉ da cá nên là mọi người mặc thì mọi người cứ yên tâm là nó sẽ không bị kiểu như là bùng gối. Đó, nhiều cái set là mình mặc lâu rồi sẽ bị bùng gối thì cái chất liệu nỉ da cá nó không bị. Ngoài ra thì cái chất vải này nó đã được xử lý qua máy rồi. Đó, nên là mọi người mặc thì nó sẽ không bị co, về lâu về dài nó không bị co hay là bị rão. Giặt máy giặt thì cũng rất là dễ, mọi người chỉ cần lội ngược lại là có thể cho máy giặt giặt được. Nên là cái cách mà xử lý cũng như làm sạch nó thì rất là đơn giản. Và set này thì Phương nghĩ rằng là ai cũng có thể mặc được hết, độ tuổi nào cũng mặc được. Đấy, nó có những cái điểm nhấn như đường sọc đen này và có những cái phần điểm nhấn ở trên ngực hay là trên túi thôi. Một cái dáng đồ bộ khá là basic. Quần thì là dáng quần ôm bom, quần Alibaba. Set này thì cũng có đủ size S, M, L nha cả nhà. Như Phương là đang mặc S này, cũng khá là vừa vặn, tuy nhiên thì cũng hơi rộng một chút. Đấy nên là những người mà tầm khoảng 51-52 cân thì vẫn có thể mặc được S nhé. Bởi Phương bây giờ 50 cân rồi cả nhà.